Dạ chào anh chị em đang xem kênh đang là TK Bonsai. Bữa nay cây kiểng Hồng Hằng mình về một clip trang tàn là trang vàng, trang đỏ, trang tím sen. Dư được cây mai mai chiếu thủy đạn keo để giao lưu anh chị em trên toàn quốc. Số điện thoại vườn mình là 0939 906 192, quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Vừa qua cũng cảm ơn anh chị em rất nhiều ủng hộ mình và ủng hộ kênh ha. Rồi bây giờ mình vô mã số 1. Mã số 1 là cây mai chiếu thủy lưu đạn keo. Mình được con cây nghe anh em. Chiều cao là 31. Tán ngang là 36. Hoành thân là 15. Nè, nu nó nổi từ gốc tới ngọn luôn ha. Dạ, mã số 1 giao lưu là 450.000, cũng bao xếp toàn quốc. Rồi, mình đổi cây. Dạ, tiếp là mã số 2. Mã số 2 là cây trang vàng lá nhỏ. Cây này nó mới vừa đương cho hơi nụ nghe anh em. Cái này tháng sau là cho nụ nhiều rồi. Rồi mình đo thông số ha. Chiều cao là 96. Cái tán ngang của nó là 116. Cái hoành thân của nó là 23. Đúng rồi, đế nở nha. Thoát thân hơi lùng anh em, củ nở. Dạ, giao lưu là 700.000. Mình cũng bao xếp toàn quốc. Mình đổi cây. Tiếp là mã số 2. Ủa, mã số 3. Mã số 3 là cây trang vàng lá nhỏ. Phơm tàn tròn ha. Đó, nó đương cho qua là cũng lai gai nha anh em. Nó chưa có cho gỗ. Và chiều cao là 104. Tán ngang là 120. Cái hoành thân là 25. Đế nở luôn. Cái này thoát thân nó hơi ngắn. Tàn chi tàn đều ha. Giao lưu anh em cũng là 700. Cũng bao xếp cốt toàn quốc ha. Mã số 4. Mã số 4 là cũng cây trang vàng lá nhỏ. Cái phơm tàn tròn. Vàng xương nó cũng dày cứng hết ha. Cây này nó cũng đương cho qua, đương cho nụ lay gai anh em ơi. Cái này mình chơi tới đây tới tháng giêng luôn. Dạ, chiều cao là 98. Dạ, cây tán ngang của nó là 103. Cây hoành thân 26. Đó, đế nở đều hết trơn luôn. Giao lưu cũng là 700.000. Mình đổi cây. Mình bao xếp cốt toàn quốc luôn. Và mã số 5. Mã số 5 cũng là cây trang vàng lá nhỏ. Đợt này mình về được có 6 cây trang vàng lớn rồi anh em. Vài bữa nữa có hàng về nữa. Đó, rồi để mình quay. Mình đo thông số ha. Và chiều cao là 98.
Cái tán ngang của nó là 120. Vàng xương dày hết trơn luôn. Cây hoành thân của nó là 23. Giao lưu với anh em là 650 ngàn, cũng bao xếp cốt toàn quốc gia đổi cây. Mã số 6 cũng là cây trang vàng lá nhỏ. Và chiều cao là 88. Cái tán ngang nó là 115. Cái hoành thân của nó là 19. Đế nở trải dài luôn. Giao lưu là 600 ngàn, cũng bao xếp cốt toàn quốc giả đổi cây. Tiếp là mã số 7. Mã số 7 cũng là cây trang vàng lá nhỏ. Phôm tàn dày cứng hết trơn à. Cái này nó đương cho qua lai gai ha. Anh em mua về là chơi, mình chơi đây tới Tết luôn. Dạ, chiều cao là 94. Cái tán ngang của nó là 115. Hoành thân là 26. Ôi, vàng xương cứng hết trơn luôn. Giao lưu là 650 ngàn. Rồi mình hết chân vàng lớn ha. Rồi mình lên cây nhỏ. Gúp đây. Tiếp là mã số 8 là cây trang tím sen lá nhỏ. Phôm tàn tròn. Chiều cao là 57. Tán ngang là 66. Hoành thân 14. Giao lưu là 350 ngàn. Và đổi cây. Và tiếp là mã số 10. Quên lộn anh em ơi, tiếp là mã số 9. Mã số 9 là cây trang đỏ lá nhỏ. Rút đây nè, rồi vô vậy. Và chiều cao là 50. Cái tán của nó là 70. Cái củ này nó cũng quế ha. Cái thân nè, hoành thân 16. Giao lưu là 400 ngàn. Mã số 10 là cây trang vàng lá nhỏ. Và chiều cao là 55. Cái tán của nó là 69. Cái hoành thân là 21. Giao lưu là 450 ngàn. Đổi cây. Mã số 11 là trang tím sen lá nhỏ. Chiều cao là 52. Tán ngang là 66. Hoành thân là 16. Giao lưu 350 ngàn. Đổi cây. Rút cái này ra đó, mới chấp chỗ. Và mã tiếp là mã số 12. Mã số 12 là trang tím sen lá nhỏ. Chiều cao là 57, tán ngang là 72. Cái hoành thân của nó là 14. Giao lưu là 350 ngàn. Mã số 13 là trang tím sen lá nhỏ luôn. Chiều cao là 56, tán ngang của nó là 73. Hoành thân 15. Giao lưu là 350 ngàn. Đổi cây.
tiếp mã số 14. Mã số 14 là trang tím sen lá nhỏ, cây đương châu hoa. Quá trời. Chiều cao là 53, cái tán của nó là 63, và cái thân của nó là 11. Giao lưu anh em là 300.000. Mình cũng bao xếp code toàn quốc mình nói cây. Vừa qua em cũng cảm ơn anh chị em rất nhiều đã ủng hộ vườn mình. Số điện thoại của mình là 0939906192 ha, quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Và mã số 15 là trang tím sen lá nhỏ. Và chiều cao là 46. Tán ngang của nó là 68. Cái thân của nó là 13. Và giao lưu là 300.000. Tiếp là mã số 16. Mã số 16 là trang đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 45. Cái tán của nó là 56. Cái thân của nó là 13. Giao lưu là 350.000. Mã số 17. Mã số 17 là cây chăn vàng lá nhỏ. Một gốc mà nó ra ba thân. Quái nha anh em. Đó. Và chiều cao là 64. Cái tán ngang của nó là 88. Mình đo ba thân ha. Ba thân là 31. Cái thân chánh của nó nè. Cái thân chánh của nó là 15. Và giao lưu là 500.000. Mình cũng bao xếp code toàn quốc cho anh em luôn. Mã số 18 là cây trang tím sen lá nhỏ. Tím sen cái này ha, mình còn vài clip nữa là hết hàng anh em ơi. Vô chốt 1 cây 2 cây về chơi. Bông nó ra gực rỡ rồi. Dạ, chiều cao 59. Tán ngang của nó là 68. Dạ, thân của nó là 14. Dạ, giao lưu là 300.000. Mình cũng bao xếp cốt toàn quốc cho anh em luôn. Tiếp là mã số 19. Mã số 19 là cây chăn đỏ lá nhỏ. Ồ, hết biết cây đế của nó rồi. Dạ, chiều cao là 52. Cái tán của nó là 66. Cái hoành thân của nó là 16. Cũ kìa. Ồ, đế ghê luôn. Giao lưu là 400.000. Tiếp mã số 20. Mã số 20 cũng là cây trang tím sen lá nhỏ. Và chiều cao là 53. Cái tán của nó là 68. Cái hoành thân là 13. Giao lưu là 300.000. Mã số 21. 21 là cây trang đỏ lá nhỏ. Một gốc mà nó ra nguyên cụm luôn nha anh em. Như quái. Và chiều cao là 57. Cái tán ngang của nó là 69. Một gốc mà nó ra cũng ba thân cụm luôn nè. Nguyên cái cụm này là 26. Và giao lưu là 400.000. Mã số 22. 22 là cây chăn đỏ lá nhỏ. Phơm tàn tròn luôn. Xương dày đặc luôn. Chiều cao nó 54. Mình đo cái tán ngang nó là 74. Cái thân nó là 13. Giao lưu là 400.000. Mã số 23 là trang vàng lá nhỏ. Cái này một gốc mà nó cũng ra ba thân đó anh em ơi. Và chiều cao là 61. Tán ngang của nó là 82. Cái chân vị trí này là 24. Giao lưu là 400.000. Mình đổi cây. Tiếp mã số 24 là cây chăn đỏ lá nhỏ.
Cây này lùng lực ha, phơm tàn tròn luôn. Và chiều cao là 49, tán ngang của nó là 68. Dạ, hoành thân của nó 14, giao lưu là 350 nha. Mã số 25. 25 là cây chăn đỏ lá nhỏ. Cái này nó đương cho bông lây gai nha anh em. Đó. Dạ, chiều cao là 54. Cái tán ngang của nó là 80. Cái này thoát thân lùng. Hoành thân 16. Dạ, giao lưu là 400.000. Cái lô này mình còn đỏ, nó hơi lớn, chuyến sau cũng nó hơi nhỏ đó anh em ơi. Và mã số 26 là cây trang tím sen lá nhỏ. Phơm tàn dày đặc luôn. Bông nó ra cũng đều. Chiều cao nó 72. Tán ngang của nó là 84. Cái này một gốc mà hai thân quá ha. Nó hai thân này là 17 nè anh em. Dạ, giao lưu là 400.000. Mã số 27 là cây chăn đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 50. Cái tán ngang của nó là 68. Cái thân là 15. Cái củ quái ha. Giao lưu là 400.000. Mình bao xếp bao cót tròn quất luôn. Mã số 28 là cây chăn đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 61. Cái tán của nó là 89. Cái thân của nó là 16. Dạ, giao lưu là 350 nha. Mình đổi cây. Mã số 29 là cây trang tím sen lá nhỏ. Chiều cao là 72. Cái tán của nó là 84. Hoành thân của nó 18. Đế nở nè. Mình chưa có thai thác đế nghe anh em đó. Giao lưu cũng là 400.000. Mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 30, mình còn vài cây chăn trắng nữa. Mã số 30 là cây chăn trắng lá nhỏ. Chiều cao là 41. Cái thân 16. Đó, đế nó cũng chảy dài ha. Này giao lưu là 350 nha. Mã số 31 cũng là cây chăn trắng lá nhỏ. Chiều cao là 46. Cái hoành thân của nó là 13. Giao lưu cũng là 350 nha. Mã số 32 cũng là cây chăn trắng lá nhỏ luôn. Chiều cao là 58. Hoành thân của nó là 15. Giao lưu cũng là 350 nha. Cái lô này mình lên 350 điều ha. Cái chăn trắng này nè. Dạ, chiều cao là 67. Cái hoành cũ của nó là 23. Cũng giao lưu là 350 nha. Mã số 34 là cây chăn trắng lá nhỏ. Chiều cao là 52. Cái thân của nó là 13. Giao lưu là 300. Cái này cây nhà nhỏ 300.000 hết nè. Mã số 35 cũng là cây chăn trắng lá nhỏ luôn. Nó nhỏ mà đế nó chảy dài luôn. Chiều cao nó 56. Cái thân của nó là 14. Giao lưu là 350 nha.
Mã số 36 cũng là cây chân trắng lá nhỏ, là cũng là mã số cuối clip ha anh em. Dạ, chiều cao là 59. Dạ, hoành thân là 14. Giao lưu cũng là 350.000. Cũng là mã số cuối clip. Dạ, cuối clip xin chúc cho anh em chúc cho anh em nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, ăn khang thịnh vượng. Số điện thoại giường mình là 0939906192, quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Vừa qua cũng cảm ơn anh chị em rất nhiều ủng hộ mình và ủng hộ kênh. Dạ, hẹn vài ngày nữa gặp lại. Chào anh chị em.